theo, một cậu bé với cân nặng vô cùng khủng. Cân nặng bao nhiêu ký? Dạ, 70 ký. Liệu giọng hát của cậu bé có chinh phục được các huấn luyện viên không? Đừng rời màn hình nhé. Vòng dấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt nhí sẽ quay lại.